Đầu tiên mình khuyên chia sẻ cách chọn thịt, đó là mình sẽ mua cái thịt đuôi. Bởi vì sao nó ngon là do cái phần thịt đuôi nó vừa có nạc, vừa có gân, vừa có mỡ và vừa có xương luôn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách nấu này không có giống như là cách nấu mười mấy tiếng ở Việt Nam mình. Bởi do thứ nhất là ở đây là nước ngoài, thành thử ra cái điều kiện mà nấu mà mười mấy tiếng nó không cho phép. Ngày xưa người ta nấu bằng củi hay là bằng bếp ga thì có thể nấu lâu như vậy. Và nếu như mà mình không có thích cách nấu này thì có thể chọn cái cách nấu thường hôm trước mình khuyên đã có chia sẻ rồi. Và thứ hai nữa là cái phần thịt nạm bò ở đây là cái phần vừa có gân, vừa có mỡ, vừa có nạc và có cả xương. Và để cho cái phần thịt bò mà mình nấu nó ra nước được trong ngon đó thì phần rửa rất là quan trọng. Do đó mình khuyên chia sẻ cách rửa thịt bò. Như anh chị em và các bạn cũng biết là cái phần thịt bò nó sẽ có mỡ rất là nhiều, do đó mình sẽ phải rửa nước nóng nha. Và cái phần thịt này vừa xương vừa nạm là 1,250 kg, phần thịt tươi khoảng 800 g, tổng cộng hai phần là 2 kg. Và ở đây mình có cái nước nóng từ vòi. Và cái phần chọn thịt thì mình đi mua, mình chọn cái thịt mỡ sao cho nó vàng. Đây mình lựa cái thịt mỡ vàng thì khi mình nấu nó mới ngon. Sau khi mình rửa được 3 lần nước rồi, bây giờ mình thấy cái phần nước nó đỡ đỏ đi đó. Mình xác định ngay cái chỗ những cái khớp đó thì mình chỉ cần cắt vô là nó đứt. Đó, mình không có phải chặt gì hết. Rất là dễ. Mình cứ cắt thử. Rồi ngay chỗ này luôn. Đó, dễ dàng. Khoảng khoảng 4-5 cm là nó có một cái khớp nè. Và mình tiếp tục mình rửa cho đến khi nào mình thấy nó không còn đỏ máu nữa. Sau khi mình rửa sạch, một vốc muối như vậy nè, sử dụng muối hạt hoặc là muối thường cũng được. Nấu rất là nhanh, trong thời gian mình ngâm thịt bên kia thì mình đi chuẩn bị gia vị. Ở đây là mình có quế, 4 g quế. Đây là trái thảo quả. Trái này như thế này nè, 4 g luôn. Tiếp theo là tiểu hồi. Cái hạt nó nhỏ nhỏ, nó nhìn nó giống như hạt lúa vậy đó. Nè, có chút xíu như vậy. Và mình sử dụng khoảng 3 g hạt ngò. Đây là cái phần quyết định cái mùi rất là lớn của phở để cho nó thơm ngon. Khoảng 1 muỗng canh tiêu hạt. Mình cân được khoảng 3 g. Tiếp theo là đinh hương. Mình cho khoảng 10 cái. Anh chị em và các bạn để có một nồi phở ngon thì mình nên mua những cái gia vị này, mình để sẵn ở trong nhà mình đó, và tiệm Á Châu đều có hết. Hoặc là cũng như mình mua ở trong tiệm của người Tây, người ta cũng bán. Ở đây là đại hồi. Mùi phở có ngon hay không thì quyết định rất là lớn ở cái tê vị này. 4 cánh mình sẽ đi rửa. Rửa xong rồi cái phần trái thảo quả này nè, mình nên đập ra. Thêm một miếng vỏ quýt khô. Cái này thay cho trần bì. Nếu mình có trần bì thì cho trần bì. Sau đó thì mình gói lại, dàn mỏng ra và cho vào cái lò nướng hoặc là air fryer. Nếu như mình có cái nào thì cho cái đó trong vòng 180 độ C và 7 phút. Hoặc là rang trên chảo. Khi mình cắm điện lên thì trên màn hình sẽ hiện lên chữ off và mình sẽ bấm vào Zote. Mình sẽ chọn More. Mình nấu cái này cho nó nhanh nóng nha. Nấu cái này thì nhiệt nó mới cao được. Củ hành 250 g, giống như là mình nướng vậy đó. Anh chị em và các bạn thích nướng cũng được. Rồi ở đây củ gừng 50 g, mình cắt đôi ra, mỏng ra. Rồi thích củ hành tím thì cho củ hành tím luôn. Rồi bây giờ được rồi, mình nhìn thấy nó vàng rồi,
và hơi nâu nâu lên, và hành này nó rất thơm luôn. Phần thịt sau khi mình rửa thật là sạch luôn thì mình cho vô nồi. Thật ra thì mình nên nấu nó cái nồi to đó thì mới được, nhưng mà ở nhà mình cái nồi này ở đây là châu Âu họ chỉ bán như vậy, do đó mình mua cái nồi này thôi. Mình khuyên sử dụng dây mình cột để cho chút nữa cái miếng thịt đó nó không có bị bời rời ra mà nó dính lại. Mình sẽ cho nước nóng 70 độ hoặc là 80 độ C vô. Mình cho như vậy để cho cái phần thịt đó nó không có bị mất chất ngọt, bởi vì hôm nay mình nấu cái này là mình ăn luôn cái phần thịt. Đồng thời là mình nấu như vậy là cái nước dùng nó sẽ trong và không đục. Mình sẽ cho đến khi nó đạt được cái chỗ max, thì tức là 1 lít 7 nước. Cái chỗ này nó có cái chữ max, tức là maximum đó, 2/3 của nồi. Không được chế hơn nha, bởi vì chế hơn thì nó có khả năng rất là dễ nổ nồi đó. Nhớ là mình chế tối đa cho phép. 1 muỗng canh muối, 20g, 25g đường phèn, tổng cộng là 45g. Anh chị em và các bạn có thể sử dụng đường cắt thường cũng được, nhưng mà mình cho đường phèn thì cái vị ngọt nó thanh hơn, mình đỡ phải nêm nhiều bột ngọt. Sau đó thì cho muối với đường phèn vào đây, và mình sẽ bấm vào cancel, đậy nắp lại. Lưu ý là mình chỉ đậy nắp không khóa van nha. Nếu mình khóa van là mình vớt bọt không có được. Và bây giờ mình sẽ chọn là súp hay là brot, tức là nấu nước dùng. Và tùy theo thời gian mình thích nha. Thường là để vớt bọt thì mình khuyên vẫn hay để không không luôn, để chút xíu nữa mình vớt bọt đó. Rau mà mình khuyên sẽ chuẩn bị sau đây là có thể phù hợp với lại phở Nam. Sau khi mình nấu được 5 phút, mình mở nha. Đó, khi mình mở nắp, cái nồi nó sẽ kêu. Bởi vì sao là cái chế độ này bắt buộc phải đóng nắp. Mình sẽ tắt đi. Và do là lúc nãy mình ngâm mình rửa đó, thành thử ra bọt nó sẽ không có nhiều. Và bây giờ thì mình để cho nó nổi bọt lên và mình vớt. Thì mình sẽ bấm vào cái chữ saute lúc nãy nha. Để cho nó nấu, mở nắp á, cho nó bùng bọt lên và tiếp tục mình vớt. Lúc nãy là ventin này, bây giờ mình khóa về ceiling và bấm vào sub hay là brot more luôn và tăng thời gian lên. Thời gian là dấu cộng. Nấu trong vòng 14 phút. Và bây giờ trong khoảng 14 phút này mình không cần làm gì hết, mình lo mình chuẩn bị, mình đi chiên cái phần quẩy hay là giò cháo quẩy. Gia vị mình sẽ cho vào trong cái miếng vải sạch hoặc là một cái bao vải nè. Thì mình cột lại bằng dây, dây mà cho phép để mà nấu được đó. L00 đó, tức là cái thời gian nấu 14 phút nó vừa trôi qua. Đây, bây giờ mình vẫn để ở đây nha. Sau khi mình nhìn thấy L045 thì mình chuẩn bị một cái tô nước nguội hoặc là cái thau nước nguội, và mình sẽ xả van rất là nhẹ nhàng, bởi vì bây giờ là cái này nó đã gần tới giờ luôn rồi đó, do nó nhanh lắm. Mình xả nhẹ là nó ra xong luôn đó. Và cái van khóa nắp này nó sụp xuống thì lúc đó mình mở nắp ra. Cẩn thận, nó rất là nóng. Đó, wow. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái phần nước súp của mình không? Cái màu nó đẹp chưa? Và ngon tuyệt vời. Không cần phải hầm lâu đâu. Mà mình hầm trong cái này nó rất ngon. Đây, lúc nãy mình cột dây không chặt, bây giờ bung ra rồi đây. Quá ngon luôn. Mình sẽ vớt phần thịt ra.
và mình chừa lại cái phần xương. Bây giờ thì cái phần xương nó cũng tự động nó róc ra, nó rớt ra luôn rồi nè. Đó, nấu trong cái nồi này nó rất là thích luôn. Và nó mềm, bánh mềm vừa luôn đó. Đây là cái thời gian mà mình khuyên nấu thấy thích hợp nhất. Rồi vớt ra, cho vào trong cái tô nước lạnh nha. Cẩn thận đó. Cho vô như vậy để cho cái phần thịt nó không có bị đen. Mình lăn qua. Rồi lần lượt mình vớt hết những cái phần thịt ra, chừa phần xương lại. Mình sẽ hầm xương cho mềm. Đây là nồi nước dùng rất là ngon luôn. Khi mình nhìn vô mình sẽ thấy những cái đen đen đó, bọt nó sẽ bám lên trên. Anh chị em và các bạn lưu ý, mình đừng có nấu theo kiểu xả van. Bởi vì nếu mình nấu xả van là nó sẽ bị đen, nó bị đục nước đó. Hơn nữa là khi mình nấu xả van là nó văng đầy dơ lắm. Phần thịt này chín vừa ăn luôn. Vớt cả phần hành luôn, cũng như là gừng. Vớt toàn bộ ra hết, cả cái này luôn. Và nhớ ngâm vào trong nước lạnh để cho cái phần thịt nó không bị đen nha. Đồng thời nó không có bị mềm nhũn quá. Cho thịt ra đĩa nè. Phần nước ngâm mình cho vô luôn. Và mình sẽ lấy nước sôi mình chế vô, chế thêm vô sao cho nó đầy lên, đủ như mà nhà mình thích đó. Thường là mình khuyên sẽ chế đầy lên luôn đó. Sau đó thì mình nhớ là để làm cho cái phần nước nó sạch đó, thì mình phải lấy cái khăn mình lau cho nó sạch hết những cái đen đen phía trên. Rồi mình chế nước vô, nước sôi hoặc là nước nóng 70-80 độ. Lúc này thì mình không có nấu chế độ đậy nắp nữa, do đó mình sẽ chế nước nhiều. Còn nếu mình nấu chế độ đậy nắp thì không được chế nước nhiều nha. Đây là cái nồi 6 lít đó, mình chế cách thành là khoảng 1,5 cm. Bấm vào cancel, tức là mình hủy lại cái chế độ nấu. Sau đó thì bấm vào sauté. Và mình để cho lửa nó sôi vừa thôi. Mình sẽ để chỉ less. Thời gian thì tăng lên 20 phút. Nồi nước dùng của mình nó có khá nhiều mỡ, rất là nhiều luôn. Nhưng mà thường là nấu phở cần phải có mỡ nó mới ngon. Nếu như mà mình không thích ăn mỡ đó, thì chút mình nấu xong mà mình múc vô tô mình sẽ gợt qua. Bởi vì cái phần lớp mỡ bên trên này nó giữ nhiệt cho nóng đó, thì lúc đó phở mình nấu nó mới ngon được. Nếu như mà mình muốn nấu cho cái phần nước nó trong hơn, thì cũng có thể mình sử dụng một cái giấy làm bát, mình lót vào trong một cái rây nè. Sau đó mình chế vô như vậy là mình lọc, nó sẽ trong, rất là trong. Nhưng mà cũng có thể là mình lọc qua một cái đồ mà vứt bọt cũng được nữa. Lọc như vậy nè là nó rất trong luôn. Mình lọc ra một cái nồi khác cũng được, hoặc là mình lọc qua cái nồi này luôn. Như vậy là nó sẽ lấy lên hết những cái phần bọt. Và sau đó thì mình sẽ cho cái gia vị vô. Lúc này thì mình mới cho gia vị vô nha. Và thường cái phần gia vị này mình chỉ nấu trong vòng khoảng 10 phút hoặc là 15 phút thôi. Nếu như mình nấu lâu quá là nó đậm mùi, đồng thời nó sẽ bị đen nước và nó sẽ bị đắng nữa đó. Phần thịt vớt ra mình sẽ đậy lại nếu mà chưa ăn, để cho nó không bị khô. Bào cái này cho nó nhanh. Anh chị em và các bạn cũng có thể sử dụng dao mình cắt cũng được, miễn sao cho nó mỏng, thật là mỏng luôn, giống như đây. Và thỉnh thoảng mình sẽ vớt bọt bỏ đi. Mình sẽ nấu cho đủ 15 phút để cho phần gia vị nó ra, rồi mình sẽ múc ra tô luôn. Gia vị nêm vào sẽ gồm có đường phèn 15g, 10g đường, bột nêm gà chicken powder hoặc là bột nêm bò 25g, muối khoảng 10g muối,
Sau khi mình nấu được 15 phút rồi thì mình có thể vớt cái phần này ra. Hoặc nếu như anh chị em và các bạn mình muốn cho nó có cái mùi đậm ngon đó thì mình để luôn cũng được. Anh khuyên thích cho nó có mùi đậm thì để luôn. Và bây giờ cho toàn bộ gia vị vô nè. Và để cho ngon thì mình sẽ nên nêm thêm 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Rất là đông người ăn, 8 cho đến 10 người ăn. Cái gì cũng vậy, nếu mà mình ăn nhiều thì nó mới độc. Có thể cho thêm 1/2 muỗng canh bột nêm cho nó đậm một chút. Bởi vì cái phần nước phở nó phải đậm lên, để chút mình cho phở vô thì nó mới vừa ăn. Với lại mình cho rau nữa. Và để theo cái phần lượng nước mà mình khuyên chia sẻ thì anh chị em và các bạn nhớ, mình cứ chế vào sao cho cách thành nồi là 1cm. Đây là cái nồi 6 lít. Nếu mình thích ăn hành trần hay là hành trần đó thì mình cắt ra. Và nếu như mình thích để nguyên củ cũng được, hoặc không thôi thì có thể chẻ đôi. Rồi phần lá còn lại mình cắt nhỏ. Rau nêm cũng có thể là cho ngò rí cũng được, hoặc là mình cho cái này là ngò gai. Ngò gai nó rất là hợp với phở bò. Hoặc là cũng có thể cho rau răm, rau quế. Nói chung là rau nào cũng được, nhưng mà ở đây là có cái gì thì mình khuyên nấu cái đó nha, bởi vì ở xa xứ. Phần này thì mình cắt to ra, để chút nữa mình cho vào trong tô hoặc là mình để nguyên cọng, ai ăn thì sẽ tự cắt nha. Và cũng có thể cắt thêm chanh nếu mình thích chanh. Đây là chanh giấy da mỏng. Tương con gà sẽ cay hơn là tương con ngỗng. Phở Bắc thường là không có tương, nhưng mà cái này là mình nấu theo kiểu phở Nam, tức là mình sẽ cho tương ở ngoài. Anh chị em và các bạn nào mình thích cho thì mình cho nha, nhưng mà thường là mình khuyên ăn phở phải có tương. Cũng như là phần sa tế luôn, phần tương ớt nè, tương đen và tương đỏ, hành tây, ngò, hành lá. Và hành này để chút xíu mình trần. Rồi ngò gai để chút mình ăn kèm, hoặc là rau quế, rau ngò ôm, chanh ớt. Anh chị em và các bạn sẽ cắt ngang thịt nha, tức là ngang sớ đó. Tùy thích mình có thể cắt mỏng hoặc là dày. Và nhớ là ngang nha, ngang sớ thì nó mới mềm. Còn nếu mình cắt như vậy là nó sẽ bị là dọc sớ, do đó thịt sẽ quay qua để cắt ngang. Mình cắt ngang như vậy mình ăn nó không có bị sơ sơ đó. Cái này cũng cắt ngang luôn, thịt rất ngon luôn, nó vừa chín mềm, không cứng mà cũng như là không quá bở. Phần thịt này mình nấu cho 10 tô. Nhưng mà thật ra nếu như mà tiệm phở người ta nấu, có thể là nấu ra 40 tô luôn đó. Nếu như anh chị em và các bạn mình có máy làm phở thì mình sẽ làm. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cái cách trụng phở, bởi vì một số bạn không có máy và muốn mình khuyên nấu từ cái gói phở này. Thì mình mua cái gói này là phở khô Việt Nam nè. Mình sẽ nhìn vào cái hướng dẫn sử dụng ở bên đây. Ở đây người ta hướng dẫn sử dụng là cho phở vào nước sôi rồi nấu 2 phút. Nhưng mà anh chị em và các bạn nhớ là đừng cho vào nước sôi, mà mình sẽ cho vào nước 70 độ C hoặc là 80 độ C. Tức là mình sẽ nhìn vô đây, mình thấy nước nó sủi tăm nè. Phở này là người ta có từng vắt sẵn cho mình nè. Mình thích nấu 1 vắt hoặc là 2 vắt thì tùy thích nha. Thường là cái tô nhỏ nhỏ thì 1 vắt phở thôi. Và để cho cái phần nước trụng phở ngon thì 1,5 lít nước mình sẽ cho vào đây, 8g muối. Anh chị em và các bạn nhớ nha, mình cho muối vào trong cái phần nước trụng phở để cho nó ngon cái phần sợi phở. Sau đó thì mình sẽ nấu trong vòng khoảng 1 phút 30 giây, hoặc cho đến khi mình đụng đũa vô mình thấy nó mềm. Đừng nấu lâu quá, nấu lâu quá là nó sẽ nát ra. Và nếu mà nấu chưa chín thì mình ăn không được.
Và một tô phở thì thường là mình nấu tô nhỏ thì một vắt, nhưng mà tô lớn là hai vắt nha. Sau khi mình trộn 1 phút 30 giây, mình sẽ cho và mình xới ra cho nó bốc bớt cái hơi nước lên, nó khô ráo cái phở nó mới ngon. Nếu như mình là người Nam thích ăn phở Nam thì mình sẽ cho giá trộn. Mình trần nhanh qua thôi rồi mình cho ra, bởi vì nấu lâu quá là nó mất cái ngon. Ở một số tiệm phở người ta cũng cho cái hành vô trong đá lạnh đó. Nước đá lạnh ngâm hành thì nó sẽ làm cho hành không có hăng nữa. Bây giờ mình khuyên đang đói run luôn đó. Sau đó thì mình thích ăn cái phần hành, hành tây bào, mình cho hành tây bào nè. Rồi phần thịt luôn, đói quá, nấu nhanh lên. Phở đuôi bò thì cho đuôi bò nữa. Hành ngò. Và nước dùng sôi sùng sục, múc vô luôn. Nếu như mà mình không thích ăn mỡ đó, thì lúc cái nước nó sôi ở trong chính giữa, mình sẽ múc ở trong chính giữa thì không có mỡ nha. Thường thường ở những tiệm ăn, tiệm phở mình sẽ thấy người ta hay kêu một chén nước béo, tức là chén mỡ ở trên đó. Bởi vì có cái phần mỡ bên trên, nó sẽ giữ nóng cho phở lâu. Rồi đừng quên cho tiêu. Nếu là người Nam thì mình sẽ cho cái phần tương ớt, sa tế, tương đen. Khi ăn thì mình cho vô nha. Mình cho sao khi mình ăn. Thích ớt thì cho ớt. Và thích quẩy thì cũng có thể cho quẩy, tức là giò cháu quẩy. Có thể cho thêm chanh. Tương ớt, tương đen, sa tế luôn luôn có trong cái món ăn này nếu như là phở Nam. Còn phở Bắc thì chỉ ăn như vậy không có giá nữa. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật là ngon món phở, không những chỉ cho ngày thường mà cho ngày Tết. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mình thử ăn cho ai cũng thèm hết. Là mình sẽ cho nhiều tương đen, bởi vì mình khuyên rất là thích ăn cái tương đen trong cái món phở này.